we sail a little bit higher. Chống chân không tới tội nghiệp ghê. Ok. Ngay bây giờ bài hát được mang tên Đi Học xin gửi đến tất cả quý vị. Cô em chưa hát, từ. Rồi, xin mời. Chúc cô gì? Trời ơi, trời ơi, banh cái mặt nhỏ luôn rồi. Trời ơi. Sao cô già mà cô bạo lực như vậy? Má ơi. Cái gì mấy cô kêu pha rất tài năng, cái gì đệm đàn cho đội hát từ đầu tới cuối luôn hay không? Đó. Đệm mà hát tông đàn ông luôn. Tối ơi, anh ơi, chuyện.
143 hợp lệ, xin mời Tư Nhật Gấu. Đó, con nào cũng được. Từ con màu cam trở đi. Rồi, ok. Vị khán giả cô yêu thương cũng lượng thứ bỏ qua. Vậy hầu như là chúng tôi chỉ mất rất là mong là sẽ mang lại thật nhiều tiếng cười cho quý vị có thể thoải mái nhất. Thì chương trình thì chúng ta sẽ dùng cách là mỗi người nhận hai con gấu nhỏ. Bên đây sẽ quay lần đầu, ai có số lớn hơn thì người đó nhận gấu lớn. À, quý vị thân mến, tiệc tất niên chuẩn bị vô mùa, cho nên là nếu quý vị yêu thương Đoàn Lê Tân Sài Gòn đồng thời và nhanh tay gọi vào số hotline đang chạy trên màn hình live stream và quý vị có thể và bước show cho đoàn quý vị nhé. Và chúng em không ngại xa xôi, không ngại đường xa xa xôi và bay tới đâu cũng tới và bút ở đâu cũng đi được, từ Úc Mỹ đi được hết gì nha, cho nên quý vị yên tâm nha. Rồi bây giờ em nhà ơi, nhớ bút show cho em đói quá rồi, đói quá rồi, gần Tết rồi. Lắm cô hiệu trưởng dạ, hôm nay có phải cô hiệu trưởng không? Cô ngày trước là cô là lao công cái có công lao nhiều quá, cái xong ta đưa vô trong trường giảng dạy. Ồ, dạy một cái vệ sinh nè, dĩa tất cả em đã phục vụ cô chú thì mình còn lại mới giá trị của em cũng là 10 giờ đồng cho mọi người là bé bé thì bây giờ thì thanh nhớ rồi nha, còn là cái được mang tên sơ đại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con diễn y vậy nha cô coi nha. Diễn y như vậy đó. Dân ơi. Cho nổi da gà hết trơn rồi đây nè. Có mày làm vậy cái là ghê đó. Thiệt đó má. Dân ơi. Ôi ôi ôi. Ha 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 bà ơi. Rồi sao nữa? Chưa cô chỉ bạn này diễn kịch, bạn học có biết diễn kịch gì hết trơn. Nghe qua bên cho cô nè. Cô diễn cho bạn coi đi. Xin đi mẹ, xin đi mẹ trả hình ra cho mình.
nè. Đó, con phải diễn y vậy đó. Tính là đáng ghét, tính tính nghe. Bà nội cha mà trả tình thịt nè. Ê, con không có dạy cái đoạn mà bà nội cha mày nghe con. Tốt nha, con không có nói cái chuyện như vậy nha. Tôi ghét mày á. Đừng để tình mỗi đó là ông lên nha. Nhưng mà tại sao mày lại ghét sao? Tao, tao rất là thương mày. Tao với mày là chị em mình cũng thương mến nhau. Teo 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 là tình tình. 20 39 39 trên đôi đồ. 39 mấy chị cha mấy chị đừng mấy chị cha 50 15 20 con gái mới lớn cũng biết chơi nhầm mời mời 15 20 đây là 30 35 40 45 mấy chị cha mấy chị cha số chị cha hai chị đây hai chị đây chị chuyên chờ anh chị lối cuối. Là tấm vé cờ hôm rồi ông nội cắt ngang làm 10 1 làm lô tô 5 trường cắt ngang ông nội tôi cũng biết kinh không. Ồ hay quá em ơi. Thưa quý vị và con xin mời đón 23 anh Bình đoạt giải và chúc mừng anh. Kính thưa quý vị, trong khi đó chúng tôi sẽ bắt đầu phần dự lệ tiếp theo với lấy cho có 10.000 đồng. Quý vị đi xa thế trễ và quẹo bên đây có một anh đẹp trai gần mới 80 đang mang phục vụ ghế và đi kêu qua. Có một. Ủa hồi nãy là 53 hả? 23. 23. 23. Và 39. Có 2. 45. Có 3. 19. Hợp lệ. 156. Hồi nãy con mất dạy mà kêu 153 vậy ta. Ai biết mà. Ủa con 23 là ai kêu? Em cũng biết luôn. Chị kêu đó. Chị quên hả? Xin lỗi quý vị đội tóc giả mà quên đó. Rồi, chúc mừng anh ba mình nha và nhận gấu cho em. Bạn Thảo Nhi xin gửi khán giả qua một bài hát được mang tên Cô Bạn Học và khán giả mình cùng thưởng thức. Bài mới, khán giả. Bài mới vậy. Mọi người ai có ăn heo quay không? Mấy này không? Rồi chúng ta người đẹp lăn cho người chạy ở trên này chị ơi.
Chú Yên ơi, hết rồi hả? Còn vé không anh Nhật ơi? Chơi này hai vé nè. Chung ai chung? Ở chơi. Sau khi Lộ chia sẻ thì quý vị cũng sẽ nhận được những lời cảm ơn, những lời chia sẻ từ tất cả các thành viên đoàn còn lại. Bởi vì cái nghề nghiệp của chúng em hiện tại sẽ có khi là thầy cô cũng đang ngồi coi ở nhà,
Nhân cơ hội này xin cảm ơn một lần nữa. Đây là bản thân em, và xin chúc đến cho tất cả quý thầy cô, hoặc là đang các bạn đang là giáo viên, đang là giảng viên mà đang có mặt ở đây luôn, và một ngày, một cái gọi là, nếu mà cái nghề này hồi xưa cũng có đi dạy nữa quý vị, em cũng là giảng viên một thời gian, là cũng được 3 năm, cho nên là em cũng có giáo viên học sinh, thì chúc cho tất cả quý anh chị đang theo đuổi ngành sư phạm sẽ gặp được nhiều may mắn và thật nhiều sức khỏe. Thông qua kênh live stream, con biết các thầy cô của con cũng sẽ đang có coi. Xin cảm ơn đến tất cả các thầy cô đã đồng hành cùng với con. Mặc dù con lớn rồi, nhưng mà khi mà con gọi về điện về hỏi thăm xin ý kiến, thì các thầy cô luôn luôn cho con những cái lời khuyên rất là bổ ích. Ở cấp 1 thì cảm ơn cho cô Vân là cô Gấu đó. Dạ, cấp 2 là cảm ơn đến cô Thanh. Cấp 3 thì cô Hoa dạy quá, và cô thầy gọi là bố luôn, và bố trí dạy địa lý ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Sơn Gạch Giá. Tới đại học thì cảm ơn thầy Hảo. Chắc có lẽ các thầy cô cũng không ngờ là con bây giờ nó bóng như vậy. Nên là cái điều này chắc cũng làm điều bất ngờ nhất. Cảm ơn tất cả các thầy cô luôn luôn đồng hành cùng với con. Cảm ơn đến thầy cô tại trường phổ thông trung học An Lạc Thôn, kế sách Phúc Trăng. Có một mấy chục năm mà hơn 20 năm mình chưa có về thăm thầy cô luôn á. Tại vì công việc đi hát là không bao giờ được về. Nhân những ngày lễ như thế này là mình phải bắt đầu, mình phải phục vụ văn nghệ. Tết mình cũng phải hát. Lễ người ta đi chơi mình phải bắt đầu, mình phải phục vụ. Nên Quyền và các bạn không bao giờ có những ngày mà Tết hoặc là lễ lộc. Thông qua ngày hôm nay á, xin được cầu chúc cho các thầy cô, ai làm nghề giáo á, chúc thầy cô luôn luôn được dồi dào sức khỏe, và xin được chúc cho thầy của Quyền hiện tại đang bị chứng bệnh là ung thư, ở cái giai đoạn mà đang xạ trị ở Cù Lao Dung á. Xin được chúc cho thầy nhiều sức khỏe, dù có thế nào đi chăng nữa sức khỏe vẫn là quan trọng, mình phải có một tinh thần lạc quan để chống chọi lại căn bệnh đó. Chúc thầy nhiều sức khỏe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị giờ số lớp 12 chị nghỉ á. Chị quyết tâm vậy mà. 12 lớp thôi. Cái lớp thứ 13 là chị bỏ. Em muốn nói cái gì đó. Sao? Em muốn nói là em sợ. Nói đi, em nói đại đi, không sao đâu. Không sao, nói đi, cứ việc nói. Em không biết em nói. Là sao? Nó cùng nó đi, nhà nó tới nhà chị đó. Dạ, thầy Hải, giờ số, chúc thầy nhiều sức khỏe. Dạ, chúc thầy năm mới ăn thịt vườn ạ. Chưa. Sao? Ngày nhà giáo Việt Nam, nhiều sức khỏe. Dạ, em chúc thầy Lâm Quốc Khải có một cái mùa 20 tháng 11 thật là vui vẻ. Thì ngày hôm nay chính là ngày Tết của thầy đó. Dạ. Chứ thầy con đàn chở đóng. Và sẵn ngày hôm nay là cái ngày mà sinh nhật của Hương Quả luôn phải không? Mọi người cho một tràng hót tay. Rồi, mọi người chúc mừng sinh nhật Hương Quả, thì Hương Quả cũng có một món quà đáp lại. Nhảy nãy cái quần tét. Quỳ xuống. Nó nhảy tét đáy cái quần luôn. Banh quần cho khán giả coi. Thôi được rồi. Thì thầy Khải xong chưa ạ? 20-11 sao cái bụt thầy Khải thì thế ạ? Em chưa dòng đời con nè con lâu lâu ấy anh cầm giùm cô coi. Trời, thầy Khải khỏe không? Lâu gặp lại đô quá nè. Ủa tập tạ gì mà đô dữ vậy thầy? Không, thầy lộ lâu lắm rồi. Nói gì vậy? Đó thầy Hoài cũng dạy chung thầy Khải mà. Rồi, bữa nay là sinh nhật của Hương Quảng đâu quý vị, cho nên chúng ta dành tặng cho Hương Quảng một bài hát quý vị. Rồi, cú hát mừng sinh nhật rất là quen thuộc của đời của tôi sẽ là Tân Thờ. Xin được phép bắt đầu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday lê thành phú. Dân hương cùng ta lễ một lại. Ngày hôm nay ta cùng ngồi nhau nơi đây. 1, 2, 3 ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi bắt đến. Happy birthday, happy birthday to you. On this day that together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we go to Nintendo. Happy birthday, happy birthday to you. Ngày hôm nay ta
cùng bọn con nơi đây. Một hai ba ta hát từng tiếng nhìn. Thời điểm một dê ta cùng thổi tắt lên. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Hay quá ha. Sinh nhật mà cứ cắt ta ngay là mau đi vậy đó. Dễ được. Đó. Đó. Năm cây là tốt tới được 2 năm nữa. Năm. Ừ. Hay quá. Mong tuổi mới thì mọi người em gặp nhiều công tức đẹp hơn, thì mọi người may mắn vui vẻ sức khỏe rồi nha. Công nhận chân thành ghê không? Ai đây? Đó. Nó cái máy nó đẩy nó nọ đó. Không có, tại mượn nợ ta nhiều lắm, chạy lên tặng bông rồi. Rồi, con nợ cứ đứng yên đây nè. À, sinh nhật là tuổi mới phải không? Phải chùi bỏ những cái cũ đi. Để đón nhận cái mới. Chùi hơn phú xuất hiện. Cô, cô lấy cái thằng coi đạt cái gì vậy? Cô già mà cô nguy trang mà mẹ con rồi. Ôi xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ. Ai nhặt con quá mẹ ơi. Rồi. Trời ơi. Hôm nay là ngày em đẻ Hương Quả 20 năm về, 21 năm về trước. Dạ. Mấy quên mẹ rồi. Dạ. Đẻ năm nào quên mẹ. Dạ Dương ơi mẹ tôi nói trời. Dạ sinh năm 98. 98. Dạ. Đứa mẹ năm con gì? À năm chó. Thầy ơi, đó là lý do mà kêu tôi lựa quả chứa ba đó hả? Đúng rồi, mẹ quy định năm đó là năm chó đó. Hồi đó mẹ đẻ con là 12 giờ khuya, cọp, cọp đi ăn bim. Không, thì vừa bước qua con chó với con cọp đó lấy con chó đi, con chó đi. Đúng rồi. Rồi. Tí sủ dần mẹo có con chó đâu đó vậy. Chó cọp hương quả. Cọp chó. Trời ơi, trời ơi. Rồi 2 vòng rồi đó. 2 vòng á. Rồi giờ số là chị nha. Vui. Mấy chị ra đây, mấy chị ra đây, mấy chị ra đây, ba chị ra đây, ba chị đây. Trên sông Phạm Giang có một mình là lâm bán chưa phu làm nàng luôn mà tiếng tính là 39, 39. Ba mươi chín, ba mươi chín, ba mươi chín, số đã có mấy. Số chị đây, mùa đến mau còn chứ. Con số 7 số gì đây, có mấy chị đây, có mấy chị đây, có mấy chị đây, mấy chị đây. Mấy chị đây, mấy chị đây, thiên quyến có bạn có đôi. Trong bóng vui tươi tính sang tình tình. Bên cây trước mộng trước sinh, trước đứng đầu đình đồng đưa tính tan. Sông sâu biển cả đổi thay, lòng đã thương ngày chẳng bao đổi trời. Thiên quyến có bạn lưu lo, ca hát
đêm ngày vui buồn cùng ai. Con số 2, 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 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, năm cũ bên làm chiều. Nghe ngón ngắn trong điều mà lòng kẻ này đứng dưới đây liêu. Cha em bắt em lấy chồng mà người chồng chẳng có tình thương. Trên em phải trang vô chùa, em trang vô chùa, náo tâm chốn thiền môn. Năm mươi bốn, năm mươi bốn, năm mươi bốn ra, năm mươi bốn, năm mươi bốn ra, số kỳ đẹp số kỳ đẹp ra, số kỳ đẹp số kỳ ra, ba kỳ đây cái là ba kỳ đây, ba kỳ đây cũng trong tình chim bay ra, chim cung cánh hót gian đêm ngày cũng trong tình chim bay ra, coi chim quá cánh chim Việt Nam. Ba mươi tám, ba mươi tám cái là ba mươi tám, ba mươi tám cái, ba mươi tám cái nặng gì ra, nặng gì đây, nặng chim bao thấy con gà vào trong ra. Cách họ ta vô em bóng như vừa cầm được cái 59, 59, 59, 59 số gì đây mấy gì ra, số gì đây tớ là từ phố thương. Đó kia mà sắp không lên đàn, giàu ra luôn trong tình bạn. Năm mở căn mơ màng, anh luôn trong tình nàng. Ôi gian vàng gọn đào ứ ừ. Còn số tư, còn số bốn, còn số bốn, còn số bốn, còn số bốn, còn số tư, không em gì nên mấy gì ra. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần đã chọn bền hiếp giờ với em, mãi mãi là người tình trăm năm. 45, 45, 45, 45, 45, mấy chị đã, mấy chị đẹp, mấy chị đã. Đan, đan, đa, 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 43, 43, 43, mấy người ra, con cởi gì ra, cởi gì ra. Hình như trong tự tin đang có đẹp tình đẹp đàn trai. Hình như trong từng hạt mưa có lục người duyên đàn gái. Hình như trong tự tin đang có lực tự tình tiên che. Hình như trong từng hạt mưa có dòng đường cũng đông lại. Tiên đang hạt mưa, tiên đang hạt mưa, còn hải màu hoa vẫn đổ chu từ ba. Đừng cùng vô cơ làm buồn tiên đã hạt mưa. Đừng chắc cùng vô cơ làm được tiên đã hạt me. Hạt me, me hay vô. 41, 41, ngăn nghỉ cốt 8 tập. 41, 41, cái mấy chị đây, cái làm gì 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 đây. Nếu nhớ thương nhau ai nỡ chèo bao đau sầu. Phần cuộc quá thê lương em phải quên đi chuyện đầu. Giấy ngô dương ước hẹn và đại phụ nhớ mong cần thi hành máu châu việc bằng dân chiến công trời hạnh thâu cho chăng sao kiếp qua dương ba đào từng bảo viên ngô dương gây tất tàn gieo thương sầu em gian cầu tự thân thứ tha đặng ca cái năm 18, năm 18 cái năm 18, năm 18, năm 18, năm 18, năm 18, năm 18 số đã đẹp đây. Những tiếng lạnh giá về ngõ để giao đông đưa tôi ngồi ở kỷ xa xưa cố đơn lại lấp khó tiêu những ly rượu đắng nghe hồ bay vọng lăng lăng các thương người em nhỏ nơi đâu mỗi người còn thương nhớ tôi ta một thôi ta mười một
đột giải. Và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu phần nhiều dòng lời tiếp theo, và các chị có 10.000 đồng trong khi đó. Xin mời vị chủ nhà may mắn của một lời vừa rồi đứng sẽ có nhận thưởng quý vị nha. Trong khi phục vụ, nếu mà quý vị mà các nhân viên có quên thối tiền lại cho quý vị đó, quý vị cứ giơ tay lên và tụi em sẽ hỗ trợ thối lại tiền đầy đủ cho tất cả quý vị nha. Và làm trao nha. Đó, kính thưa quý vị, hôm nay tới cái tiết mục mà chia sẻ và cảm ơn đến quý thầy cô của mình thì Thảo Nhi có nói với em là chắc em không chia sẻ đâu, tại em học có tới lớp 1 à, em không nhớ. Đó, tôi nói dễ thương. Đó. 58. Dạ, có 1. 45. Có 2. 31. Có 3. Có 4. Có 4. 2, 6, 3, dòng lời hợp lệ xin chúc mừng em. Kính thưa quý vị, và cho xin lời xin một phút nữa. Hồi nãy cảm ơn là bị thiếu, tại vì trong cái chặng đường mà thành lập đoàn Lotus Sài Gòn tân thời cũng rất là mang ơn hai người thầy cũng rất là quan tâm và ủng hộ. Đầu tiên đó là cô Lê Thanh trường sân khấu điện ảnh, là người đã dẫn dắt cho Lộ Lộ những vai diễn đầu tiên khi Lộ cũng đóng mái tra để có thể chạm ngõ với Loto. Một người nữa là nghệ sĩ Trung Dân, là một người chú, một người thầy đã hướng dẫn cái cách làm để có đoàn Lotus Sài Gòn tân thời như ngày hôm nay. Cảm ơn một lần nữa đến cô và chú, cô và thầy. Xin cảm ơn hai người rất là thân và cho Lộ rất là nhiều cái ý kiến cũng như là cái đóng góp để đoàn có thể có thành quả như ngày hôm nay. Em muốn cảm ơn. Ừ thôi, em cảm ơn xong nha. Dạ, dạ, em cảm ơn xong thì tiết mục bên trong sẽ bắt đầu. Tiết mục rất hấp dẫn. Hai diễn viên đã chờ đợi rất là lâu rồi, cảm ơn chừng một tiếng nữa là được nha. Dạ, kính thưa quý vị, thì em sinh ra và lớn lên ở thành phố Biển Vũng Tàu. Em xin cảm ơn thầy, cảm ơn cô, cảm ơn những người đã nuôi nấng và dạy dỗ em nên người. Em xin cảm ơn ba mẹ em, cảm ơn những người đã sinh em ra, những người thầy đầu tiên. Em xin cảm ơn chị Lộ đã lập ra đoàn Lotto Sài Gòn tân thời cho tụi em đi bán vé. Em xin cảm ơn ba mẹ chị Lộ đã đẻ chị Lộ ra, tại vì có chị Lộ thì mới có được đoàn Lotto. Em xin cảm ơn ông trời đã cho chúng em. Tại sao lại tắt đèn? Em đang cảm ơn, em xin cảm ơn. Em xin một lời cảm ơn sâu sắc đến chị dưới tiếp ông lời nữa. Chị dạ, muốn tiếp lời em nữa. Chị tiếp lời đi chị. Chị cũng cảm ơn con Lộ. Con đường, Lộ con đường. Mà ghế luôn đi em. Em xin cảm ơn. Chương trình ăn quả nhé kẻ trồng cây cho chị cái ghế này em. Ăn quả như kẻ trồng cây, ăn khoai chứ kẻ trôi chơi mẹ trời. Hình như ông trời không đồng thuận với chị em mình. Cảm nhưng ơn. Nhưng mà em cảm ơn. Nhắc đến thiên tai em mới nhớ. Em cảm ơn. Cảm ơn mưa bão. Em cảm ơn chiếc guốc này đã trội lên đây. Em xin cảm ơn. Em xin cảm ơn diễn viên Thiên Thạch đã gia vào nhau để cho loài khủng long được tiệt chủng và sinh ra loài người. Nó đi, dịch nó đi. Có chuyện gì vậy? Understand? Do you understand? Okay. Let's get started. Yeah. Vui xuân muôn nơi, mau hãy về cùng ta vui chơi, quẻ linh tiên ứng bài.
tiền, bán buôn mai phước lộc nhiều tiền, cho nhà như những con ca thâu thêm vàng rồi thêm đô la. Cứ yên tâm bó thầy rồi ta mà gì giờ đây lui ra, ta bớ liền đừng lo chi xa. Con số 3, con số 3, number 3. Giải là con số 5, theo bên đó chỉ có 10.000 đồng. Chỉ còn đôi ba vòng lợi nữa, vì đã kết thúc rồi quý vị. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình ha. Cuối cùng cũng có dòng kinh trùng, em mừng quá chị ơi. Đó. Em mừng phát khóc. 50... 56. 6. 56 có 1. 20. Có 2. 11. Có 3. Số 5. Hợp lệ. 262 dòng lợi hợp lệ. Xin chúc mừng chủ nhân đầu tiên. Chủ nhân thứ 2, 56, 20, 11 và số 5. Y chang luôn, dạ 262 luôn. Và hai chủ nhân nhận game em bỏ chủ nhân con gấu nhỏ. Sau đó cùng quên làm cầu xem ai có số banh lớn hơn nhận gấu lớn à. Rồi thưa quý vị, và ngay bây giờ quý vị nào có vé mà ở mặt sau trống đó quý vị, là cái sau ghi số điện thoại, họ và tên giùm cho bổng đoàn ha. Sau đó Lê Cần sẽ đi gom được một lần nữa bốc thăm cho quý vị. Nếu quý vị không may mắn đột giải loto thì quý vị có thể bốc thăm trúng thưởng, cũng nhận qua một phần quà là một con gấu lớn giống như một dòng loại loto quý vị nha. Rồi ngay bây giờ rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình, ai mà muốn bỏ bé cứ chạy lên bỏ vô thùng giùm cho em nha. Ba đêm về làng, dạ rất là dễ thương. Rất mong quý vị cũng sẽ đến xem những bộ trang phục hết sức táo bạo của người đẹp Châu Pha. Vào thứ bảy thì chúng tôi có chủ đề là disco với những cái vụ khúc rất là sôi động, mang âm hưởng của những thập niên trước. Vào chủ nhật là đêm đặc biệt của đoàn với dấu ấn của ba người đẹp rất là hề hước và được tất cả quý vị đang rất yêu mến. Người đẹp Châu Pha, người đẹp Dương Thanh Vạn, Phi Thanh Dân, Châu Pha, Phi Thanh Dân và Hương Quả quý vị. Trời ơi, nghiệp đó quật. MC mình nó lộn hoài vậy đó. Dạ. Và đặc biệt chúng tôi còn có những khách mời là những nghệ sĩ hài sẽ được bật mí vào giờ chó. Cho nên quý vị hãy đến để ủng hộ cho ba người đẹp nữa quý vị nha. Và hiện tại thì từng người đẹp đã chuẩn bị cho mình những cái phục rất là xuất sắc. Ví dụ như là Hương Quả đã tập cho mình những màn uống dẻo quý vị. Uống dẻo mình trong một cái thùng mà nhỏ hơn cái thùng Rubik này nữa, xong rồi khóa lại đem xuống biển phóng xanh, 3 ngày sau xuất hiện lại trên sân khấu quý vị, rất là hay nha quý vị. Nhưng mà xuất hiện chỉ còn có một hũ thôi quý vị, cho nên quý vị đến ủng hộ cho người đẹp trong ba quý vị nha. Rồi ngay bây giờ chúng ta cùng đến với một lời tiếp theo, ăn mấy trên tay không mắc về sân khấu và chuẩn bị dò sử. Cây mời dù đây cùng nghe khúc nhạc hay, khúc nhạc
dùng điều múa bạn trai. 22 22 22 Bye.
đâu hết rồi. Mấy gì ra mấy gì ra, ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Sao nè? Sao mi sao ghi dằn ngược luôn. Em bán sầu riêng chứ tình duyên không bán. Em e thẹn trả lời anh rồi đưa đi thăm vườn sầu riêng. Gió thổi tóc em bay theo con bướm trắng lượn quanh người. Con hai mươi chưa có kinh, đang có kinh dò tiếp. Mấy gì ra, còn cờ gì ra Mấy gì ra đây quả ơi. Quả thân là trai, chúc anh đại. Quả thân là trai, từ hình dung dáng đi là trai. Đại là trai, là chúc anh đại. Con 12 năm bịch hư eo, là tâm nghe cờ hên. Trời ơi, muốn hết nữa cái lòng cầu luôn. Ước nhẹp luôn cái video luôn. Rồi, cái thưa quý vị, con số 12 đoạt giải. Và ngay bây giờ chúng em sẽ bắt đầu phục vụ trong loại cuối cùng rồi quý vị. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình trong buổi tối ngày hôm nay nha. Và bây giờ, số 12, vừa kêu qua có 1, 39. 39 có 1. Có 2 gọi ông nội. 39 có 2. 47. 47 có 3. 52. 52. Hợp lệ, mời anh nhận quà. Where are your moms? Where am I from? Yes. Texas. Texas. Yeah. Là đâu vậy chị? USA, Mỹ. Tôi đến Mỹ, Mỹ. What's your name? I like a banana. No. What's your name? Charlie. Sorry, Johnny. Toilet. Toilet. Tiny. Tiny. Okay. You will pick random and yeah. Pick one. You don't. Yes, run like that, yes. Like, wow. Pick random one ticket. Who owns that ticket will be the winner. Wow. Trời ơi, mạnh mày. Yeah, okay. Okay. Rồi, anh đọc to cái tên lên giùm em. Name and phone number. If I can find out. You read three last number. The last three numbers? Yeah. 086. 086 Lê Thị Kiều Tiên ạ. Okay, thank you so much. Còn ở đây không ạ? Rồi xin mời em tên Kiều. Tặng anh ấy nha chị. Johnny? Johnny, I will give you some free ticket for this round, okay? Yeah, thank you so much. Thank you. Giờ... Coi chừng nó cắn anh bây giờ. Em đọc lại số điện thoại đầy đủ và họ và tên của em nè. Đọc cái cưng, đọc đi. Dạ, đây thì Kiều Tiên, số điện thoại đó. Không, không có coi được. Nếu mà coi thì đâu phải là may mắn nữa. Bây giờ có phải là tên em không? Nhưng mà số điện thoại của bạn, mời bạn lên. Trời, ok. Trời ơi là trời, nó có ăn chia được con gấu này không? Mà trời, Phật ơi, thì ghi sao ai cũng có số điện thoại hết trơn mà cũng ghi dùm. Rồi, tên đi cưng. Rồi, em đọc là số điện thoại và tên của mình. Lê Thị Kiều Tiên, okay. 0868206086. Lê Thị Kiều Tiên, 0868206086. Chúc mừng một con gấu dành cho hai bạn. Rồi, xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chọn đại đi nếu bạn. Không thì mình đi hai người lấy hai con gấu nhỏ cũng được cưng. Rồi, ngay bây giờ vòng loại cuối cùng buổi tối ngày hôm nay. Chị ra con cờ, chị ra cờ, chị ra mây, chị ra mây, chị ra heo mẹ heo con. Sao nè? Heo mẹ heo con. Heo mẹ heo con một bầy ăn cam. 28 28 mấy gì ra, mấy gì ra, không được gì ra. Mấy gì ra. Như bao cô gái ở Gia Lai. Cô gái Gia Lai ngồi nhậu lai rai. Chứ nhậu lai rai cô nhậu một ngày. Như bao cô gái ở Gia Lai ngồi nhậu lai rai. Con 12 Number 12
ra. Chàng về chàng nhớ em chăng, em về em nhớ. Hàm răng chàng cười, nguyên sáu mươi, nguyên sáu mươi city. Còn sáu mươi, còn sáu mươi, còn sáu mươi, còn sáu mươi mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Đã có nhiều thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Ngày mai thoát ra mình tối em mời tình sĩ. Em như ánh mây trên trời và hoài ta rồi. Cho dù tôi đã cố nếu cứ lấy tình ai. Còn số hai, còn số hai, còn số hai, number two. Còn số hai. Kinh rồi chị. Wow, múc ở dưới á. Hả? Kính thưa quý vị, vào lần cuối cùng, con số 2 là con số may mắn nha quý vị nha. Number 2. Number 2 is the lucky number. Yes. Rồi, nhanh chân lẹ tay lên đó, kính thưa quý vị. Và xem chủ nhân có trúng thiệt hay trúng giả. Dạ, số 2 vừa kỳ qua có 1, 12. 12 có 2. 34. Có 3. 60. Hợp lệ. 454 hợp lệ, xin mời chị Ba mình lên nhận thưởng. Kính thưa quý vị, vòng loại vừa rồi cũng khép lại chương trình lớn tới show đặc biệt nhân dịp lễ Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành tình cảm yêu mến cho đoàn Lưu Tân Sài Gòn Tân Thời và ủng hộ cho chúng tôi trong suốt thời gian biểu diễn. Cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Chúng mình xin chào và hẹn gặp lại.